Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch các quý thầy, còn hôm nay được theo các thầy tới chiêm bái ngôi chùa vàng của đất nước Myanmar, con vô cùng cảm kích và con thấy một điều kính phục, rất là cảm phục nhân dân đất nước Myanmar. Tất cả mặc dù dân nghèo nhưng mà một lòng hướng Phật, tất cả mọi người đều hướng đến Đức Phật và xây dựng một đất nước, con phải nói là rất là những người con Phật vô cùng giàu có. Con cũng chỉ mong ước làm sao cho người dân Việt Nam của chúng ta càng ngày càng có người hướng về, càng có nhiều người hướng về Đức Phật và tin sâu Tam Bảo và tu theo con đường giác ngộ giải thoát. Mà nếu được như vậy thì con tin chắc rằng đất nước Việt Nam cũng phát triển vô cùng và toàn dân sẽ vô cùng hạnh phúc. Con cũng chỉ có một cái mong muốn với thấy được những cái việc thực, người thực như thế này, và bản thân mình cũng phải làm sao cố gắng tu tập để đền đáp lại được cái công đức mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Và con cũng vô cùng cảm ơn các quý thầy, quý cô đã cho chúng con được đi chiêm bái một cái nơi rất là linh thiêng và cao cả như thế này. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cô có thể cho đoàn biết về sơ qua về bản thân được không ạ? Dạ. Con là Phạm Thị Tuyết Mai, pháp danh Phương Nhân Huệ. Con đang sinh hoạt trong tu tập ở trong đạo tràng Trúc Lâm Kiên Cố thuộc Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử.